Với tình hình kinh tế bất ổn như hiện tại, các ngân hàng trung ương đóng vai trò vô cùng quan trọng để điều hướng thị trường toàn cầu. Trong đó, người anh cả đi đầu chính là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, Federal Reserve, thường được gọi tắt là Fed. Vai trò của Fed với nền kinh tế như thế nào? Trong phần 1 của chuỗi bài viết Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Federal Reserve hoạt động như thế nào, tác giả Gerard Đỗ đã giải thích về cách Fed xử lý khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Chúng mình khuyên các bạn xem qua video này trước để có góc nhìn toàn cảnh hơn về lịch sử hoạt động của Fed, cũng như để cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết trước khi tiếp tục với phần 2 nhé. Còn trong video này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào sự thay đổi trong cách thức Fed quản lý nền kinh tế sau đại dịch COVID-19-2020. Hãy cùng Spyroom tìm hiểu nhé! Thế kỷ tiền rẻ. Để giải quyết khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, Fed đã phải giảm lãi suất điều hành xuống mức gần 0% và giữ nguyên như thế trong một khung thời gian dài, với hy vọng có thể cứu vớt lấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang bên bờ vực sụp đổ. Khi lãi suất không thể giảm thêm được nữa, để gây ảnh hưởng lên tổng cầu trong nền kinh tế, Fed đã phải liên tục sử dụng các gói nới lỏng định lượng hàng năm. Bằng cách đưa thêm tiền mới vào thị trường, Fed muốn vực dậy nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây cũng là lúc Mỹ đang phải trải qua một trong những cơn suy thoái trầm trọng nhất trong lịch sử hoạt động của mình. Với quyết tâm mạnh mẽ khi thực hiện các chính sách tiền tệ nới lỏng, Fed đã tạo ra một thập kỷ dễ dàng cho những nhà đầu tư, những người sở hữu tài sản, cũng như những doanh nghiệp lớn nhỏ khác. Tài sản liên tục tăng giá trong giai đoạn trên do dòng vốn mới từ các gói nới lỏng định lượng, chủ yếu được sử dụng để mua bán tài sản, thay vì được dùng để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nền kinh tế thực. Fed đã tạo ra một môi trường kinh tế mà mọi người đã quá quen với việc có thể dễ dàng tiếp cận nguồn tiền rẻ. Vì vậy, chỉ cần Fed ngừng cỗ máy bơm vốn, thị trường có thể nổ tung trong nháy mắt. Đây là việc Fed không thể để xảy ra. Hiểu được điều này, các nhà đầu tư cũng như giới doanh nghiệp đã luôn kỳ vọng rằng Fed sẽ liên tục giữ lãi suất ở mức thấp như trên mãi mãi. Và đúng là Fed đã buộc phải làm điều này trong giai đoạn trên vì họ không còn lựa chọn nào khác. Kỷ nguyên tiền rẻ được cho là đã có thể kéo dài vĩnh viễn mà không có hồi kết. Tuy nhiên, đại dịch Covid đến và thay đổi tất cả. Môi trường tiền rẻ mà giới tài chính toàn cầu đã quá quen thuộc giờ đã là sản phẩm của quá khứ. Và giờ đây, họ đang dần nhận ra thực tế rằng kỷ nguyên tốt đẹp đó có thể sẽ không thể quay lại lần nữa. Họ sẽ phải tập làm quen với hiện trạng mới rằng chi phí vay vốn sẽ phải cao hơn mức gần 0% trong quá khứ rất nhiều. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc là triển vọng lợi nhuận của thị trường sẽ không còn màu hồng như trước. Chi phí vay vốn rẻ luôn là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Khi chi phí này tăng lên đột biến, khi tiền bỗng nhiên không còn rẻ như trước, những doanh nghiệp vốn đã quen thói vay tiền bừa bãi để phục vụ hoạt động kinh doanh, dĩ nhiên là sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Khi Fed thiết lập mức lãi suất của riêng mình, các ngân hàng trung ương khác trên thế giới như Ngân hàng Trung ương châu Âu hay Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng có xu hướng đi theo đường lối lãnh đạo mà Fed đã định sẵn từ trước. Điều này có nghĩa là khi Fed theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng, các ngân hàng trung ương khác cũng sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng, và khi Fed theo đuổi chính sách thắt chặt, họ cũng sẽ đi theo. Sức ảnh hưởng của Fed đến chính sách tiền tệ không chỉ tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới là không phải bàn cãi. Điều đó vô hình chung đã tạo nên một hệ thống đồng bộ giữa các ngân hàng trung ương quyền lực nhất trên toàn thế giới trong việc thi hành các chính sách điều hành tại quốc gia của mình. Chính sách tiền rẻ sau khủng hoảng tài chính 2008-2009 không chỉ là một điều bình thường tại Hoa Kỳ mà còn tại toàn cõi châu Âu và các quốc gia đồng minh thân thiết của Mỹ như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nền kinh tế toàn cầu đã trải qua một trong những thập kỷ hồi phục, tăng trưởng ấn tượng nhất trong lịch sử. Giai đoạn này kéo dài quá lâu đã làm chúng ta quên mất một sự thật đơn giản rằng tiền rẻ chỉ là một tính năng được kiểm soát bởi Fed, chứ không phải là chân lý của thế giới. Các doanh nghiệp khi đã quá quen với việc sử dụng tiền vay để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh hay đầu tư sẽ có ảo tưởng rằng họ có thể tiếp tục vay tiền dễ dàng như thế mà không có hồi kết. Một tờ báo kinh tế nổi tiếng từng viết rằng các khoản cho vay tệ hại nhất sẽ luôn đến trong thời kỳ kinh tế tốt đẹp nhất. Quá nhiều tiền chạy theo quá ít các cơ hội. Việc hạ thấp tiêu chuẩn đầu tư cũng là điều dễ hiểu, bởi vì nếu bạn không làm thế, người khác cũng sẽ làm và cướp mất cơ hội ngay trước mắt của bạn. Do ảnh hưởng trầm trọng từ khủng hoảng tài chính 2008-2009, Fed đã giữ cho lãi suất thấp kéo dài gần một thập kỷ và điều đó đã tạo nên một kỷ nguyên tăng trưởng đều đặn trên thị trường chứng khoán. Từ đó, tâm lý chung của các nhà đầu tư là sử dụng tiền vay để có thể tối ưu hóa lợi nhuận. Dần dần, rủi ro hệ thống ngày càng tích tụ, tạo ra một môi trường kinh tế rất dễ biến động nếu như Fed quyết định tăng lãi suất. Khi đại dịch COVID-2019-2020 bất ngờ ập đến, kéo theo lạm phát tăng vọt một cách nguy hiểm, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới buộc phải đồng loạt tăng lãi suất với mục đích kìm hãm lạm phát. Với thói quen sử dụng tiền vay để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh,
Bất động sản là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chi phí lãi vay tăng cao nhanh chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực thanh toán của công ty. Có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phá sản vì không còn đủ khả năng duy trì hoạt động. Có một thực tế rằng Fed biết rõ là quyết định nâng lãi suất sẽ tạo ra hàng loạt các công ty phá sản do thói quen vay tiền mất kiểm soát trong thời kỳ tiền rẻ, nhưng Fed không có sự lựa chọn nào khác. Đơn giản vì Fed hiểu rằng kiểm soát lạm phát là yêu cầu quan trọng hơn cho an ninh kinh tế quốc gia lúc này. Trước khi tiếp tục, Spyro muốn giới thiệu về đứa con tinh thần đầu tay, nguyên tắc cơ bản trong đầu tư của tác giả Yuyat Đỗ, vừa được xuất bản cách đây không lâu và hiện đang được bán trên Tiki. Đây không phải là một cuốn sách hoàn toàn mới, mà nó là sự kết hợp và biên tập của những bài viết blog trong series đầu tư cơ bản từng lên sóng trên Spyroom. Trong cuốn sách này, tác giả đã tổng hợp và chỉnh sửa lại những kiến thức, gợi ý và kinh nghiệm về đầu tư để giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam và từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Nếu quyển sách này có thể làm cho hành trình của bạn bớt gian nan hơn, dù chỉ là một chút, thì đó chính là thành công to lớn của người viết. Link tới cuốn sách chúng mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận nhé. Giờ thì quay lại với chủ đề chính thôi nào. Đại dịch bất ngờ. Đại dịch Covid xuất hiện bất ngờ vào năm 2019 là một sự kiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống kinh tế toàn cầu vốn được liên kết chặt chẽ với nhau. Khi một hệ thống gồm các nút được liên kết mật thiết với nhau, dựa vào tính ổn định của các nút để vận hành một cách trơn tru, thì sự cố ở một nút có thể gây ảnh hưởng dây chuyền lên toàn bộ hệ thống. Khi những biện pháp ngăn cấm người dân bước ra đường được áp dụng tại nhiều quốc gia khác nhau, cỗ máy sản xuất đã bị đóng băng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy lưu thông hàng hóa trên toàn cầu. Lúc này, người dân mới chợt nhận ra là những món thực phẩm được đặt lên bàn ăn của họ hàng ngày mà họ cho đó là điều hiển nhiên, thật ra không hiển nhiên đến thế. Nền kinh tế toàn cầu đã phải chịu một đòn trời giáng từ thiên nga đen mang tên Covid. Đơn hàng doanh nghiệp sụt giảm dẫn đến doanh thu giảm tốc không phanh, các công ty đua nhau phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến, chứng khoán toàn cầu rơi tự do. Tất cả báo hiệu một cơn bão suy thoái nghiêm trọng đang nằm ở phía trước. Lo lắng và sợ hãi nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Và người dân tự hỏi với nhau rằng họ sẽ phải kiếm tiền ở đâu để nuôi bản thân và gia đình khi họ không thể ra ngoài làm việc. Fed biết rằng mình không thể dương mắt ra nhìn nền kinh tế đang nhanh chóng sụp đổ mà không có biện pháp can thiệp nào. Vì thế, Fed đã phải thay đổi phương thức nới lỏng định lượng mà cả thế giới đã quá quen thuộc. Thay vì bơm tiền vào nền kinh tế thông qua việc mua lại các tài sản khác nhau, Fed quyết định sẽ đưa tiền mới trực tiếp vào tài khoản người dân. Một phần là để người dân có tiền tiêu khi họ buộc phải ở nhà khi dịch Covid đang hoành hành. Một phần là để bảo đảm mức độ tiêu dùng để nền kinh tế có thể tiếp tục duy trì hoạt động ở cấp độ tối thiểu. Đây là hành động mang tính bảo đảm an ninh kinh tế xã hội và Fed hoàn toàn có lý khi đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu trong lịch sử như vậy. Với một lực tác động bất kỳ, ta sẽ luôn có một phản lực cùng chiều ngược hướng với lực tác động tương đương, như định luật nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của nhà vật lý lỗi lạc Isaac Newton đã từng dự đoán. Mức độ can thiệp vào nền kinh tế thông qua chính sách nới lỏng định lượng mới của Fed là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Vậy nên không quá khó hiểu khi mức độ phản lực của nền kinh tế đáp trả lại sự can thiệp trên cũng mang tính kinh hoàng không kém. Người viết muốn nhấn mạnh rằng xét trên phương diện an ninh quốc gia, Fed hoàn toàn có lý khi phải thực hiện các hành động trên. Nhưng điều mà người viết muốn chỉ rõ ở đây là với mỗi hành động nào đó ta đưa ra, luôn có một cái giá phải trả. Và hành động của ta càng điên cuồng bao nhiêu, thì cái giá càng lớn bấy nhiêu. Cho dù thiện ý ban đầu của ta cao cả như thế nào đi chăng nữa. Lạm phát tăng dựng đứng trong năm 2021, kéo dài sang cả năm 2022, đã buộc Fed phải nhanh chóng chấm dứt nới lỏng định lượng và tăng lãi suất với cường độ chóng mặt. Đây là tốc độ thắt chặt nhanh nhất trong 4 thập kỷ điều hành của Fed. Kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc, tiền sẽ không còn nhiều và dễ vay như trước đây. Thời đại của lãi suất cao sẽ mở ra một chương mới trong kỷ nguyên điều hành của Fed và điều này có những thay đổi mang tính nền tảng đối với nền kinh tế toàn cầu. Kỷ nguyên mới. Sự sụp đổ của các ngân hàng Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank cùng với việc UBS mua lại Credit Suisse là minh chứng rõ ràng nhất cho những hậu quả trầm trọng có thể diễn ra khi lãi suất tăng đột biến. Mặc dù mỗi trường hợp sẽ có lý do cụ thể có thể khác nhau, có một điều không thể phủ nhận là môi trường lãi suất cao đóng vai trò nền tảng quan trọng dẫn đến việc các ngân hàng không thể tiếp tục duy trì hoạt động do chi phí thanh toán các khoản phí phải trả đã tăng quá cao so với môi trường hoạt động mà họ đã quá quen thuộc trong quá khứ. Và khi một tổ chức tài chính đã có quen với mức lãi suất 0 đến 0,25% hàng năm, thì ngay cả trong mô hình mô phỏng rủi ro thận trọng nhất mà họ có thể nghĩ tới, kịch bản lãi suất có thể lên đến 5,25 cho đến 5,5% cũng rất khó tưởng, một mức tăng lên đến hơn 20 lần. Nhưng đáng tiếc là dịch Covid xuất hiện và đã thay đổi môi trường kinh tế mãi mãi. Chi phí để thanh toán cho các khoản phí vay tăng đột biến cùng với một môi trường kinh tế khó khăn khiến việc đánh sập các ngân hàng đã từng được cho là rất uy tín trở nên vô cùng dễ dàng. Đặc biệt là nếu các ngân hàng đó đang trong giai đoạn tiền rẻ, trong công cuộc tìm kiếm lợi nhuận
hoặc đã mua các loại tài sản rủi ro cao, lợi nhuận cao. Điều này sẽ càng làm gia tăng rủi ro tiềm ẩn trong bảng cân đối kế toán. Với diễn biến tiêu cực của thị trường thì chỉ cần có một sự cố xảy ra trong nền kinh tế là tài sản rủi ro có thể cụ thể hóa thành thua lỗ khổng lồ. Như một câu nói châm biếm đã trở thành biểu tượng bất hủ tại phố Wall, khi nhạc đang bật thì tốt hơn hết là bạn nên đứng lên và nhảy ngay đi. Thật khó để mà đứng yên tận hưởng bầu không khí yên bình khi tất cả những người xung quanh bạn đang giàu lên một cách nhanh chóng, cho dù bạn biết chắc là việc họ đang làm tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nguy hiểm. Vốn kỳ vọng về một nền kinh tế ảm đạm và dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp cao khi lãi suất tăng vọt, cả Fed và giới Hàn Lâm về kinh tế tài chính đều bất ngờ khi nhìn vào các dữ liệu về việc làm hàng tháng. Nền kinh tế vẫn khá tốt mặc dù lãi suất đang neo ở mức khá cao. Điều này có nghĩa là Fed có lý do chính đáng để không phải vội vàng hạ lãi suất. Fed chắc chắn sẽ không muốn dừng chu kỳ thắt chặt quá sớm, chừng nào họ còn chưa tự tin là họ đã kiểm soát hoàn toàn lạm phát. Toàn thế giới tài chính toàn cầu đều kỳ vọng là Fed sẽ bắt đầu lộ trình giảm lãi suất trong năm 2024, nhưng dữ liệu về tỷ lệ việc làm vẫn khả quan, có thể là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của Fed. Một trong những lý do chính Fed quyết định thử nghiệm nới lỏng định lượng sau giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008-2009 là vì mức lãi suất gần 0% thời bấy giờ. Fed không thể tiếp tục hạ lãi suất được nữa để kích cầu cho nền kinh tế. Lãi suất âm là điều kỳ lạ, có lẽ chỉ nên diễn ra ở châu Âu và không nên xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Fed đã phải nghĩ ra công cụ mới để gây ảnh hưởng lên nền kinh tế và vì thế nới lỏng định lượng được ra đời và dần trở thành công cụ yêu thích của Fed. Tuy nhiên, với mức lãi suất 5,25-5,5% như hiện tại, thật khó để kỳ vọng rằng Fed sẽ quay trở lại quá khứ với mức lãi suất 0-0,25%. Xét theo chiều dài lịch sử hoạt động của Fed, đó là một giai đoạn rất đặc biệt vì lãi suất gần 0% vốn dĩ là một điều không tự nhiên trong nền kinh tế. Điều này là kết quả của sự kiểm soát chặt chẽ từ Fed để giữ cho nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục phục hồi sau cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nhưng nó cũng là một yếu điểm chí mạng là Fed không thể hạ thêm lãi suất trong trường hợp nền kinh tế có biến mới và Fed cần phải gia tăng cường độ các chính sách nới lỏng. Với mức lãi suất gần 0%, quyết định duy nhất Fed có thể thực hiện là tăng lãi suất. Hạ lãi suất thậm chí còn không phải là một lựa chọn nằm trong sự cân nhắc từ Fed. Tương lai luôn là một ẩn số bất định và những dự đoán đều chỉ là những con số mang tính xác suất. Việc Fed có thể hạ lãi suất đến đâu sẽ luôn là một câu trả lời mà chỉ có chủ tịch Fed Jerome Powell mới biết. Tuy nhiên, người viết tin rằng thời kỳ tiền rẻ đã thật sự kết thúc, mức lãi suất gần 0% rất khó để quay trở lại và thế giới sẽ phải tập làm quen với hiện trạng mới. Vì thế, một điều chắc chắn là triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới sẽ không còn màu hồng như trong giai đoạn tiền rẻ nữa. Nền kinh tế thế giới có thể sẽ phải trải qua một giai đoạn phát triển mới khi mặt bằng lãi suất chung sẽ cao hơn trong quá khứ và vô hình chung triển vọng tăng trưởng GDP toàn cầu cũng sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Với mặt bằng lãi suất cao hơn, triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới của nền kinh tế toàn cầu đã được nhiều chuyên gia dự đoán là sẽ gặp rất nhiều thách thức. Nền kinh tế toàn cầu gần như chắc chắn sẽ tăng trưởng chậm lại và khi kinh tế không còn là chiếc phao cứu sinh, chính trị dân túy và sự chia rẽ chắc chắn sẽ nổi lên. Đây đã là một khuôn mẫu có thể dễ dàng nhận ra nếu bạn có sự am hiểu về lịch sử phát triển các quốc gia. Miễn là miếng bánh kinh tế còn tiếp tục to ra, ta có thể tranh luận rằng ai xứng đáng có nhiều hơn và ai nên có phần ít lại. Nhưng khi miếng bánh không còn phát triển thêm nữa, thì tất cả nhanh chóng trở thành một trò chơi tổng bằng không, chỉ được hoặc mất. Cuộc chiến tranh giành phần tài nguyên có hạn luôn rất tàn nhẫn và đẫm máu. Tuy nhiên, người viết tin rằng vẫn có cách để tất cả các quốc gia cùng tiếp tục phát triển. Có lẽ sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng vẫn tốt hơn là cùng nhau hủy diệt tất cả. Những thỏa hiệp kinh tế hoàn toàn có thể diễn ra nếu chủ nghĩa dân túy không làm mở mắt các nhà lãnh đạo toàn cầu. Miếng bánh kinh tế có thể sẽ không phình to nhanh như trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là nó sẽ ngừng tăng trưởng. Một cách thực tế, chúng ta nên học cách làm quen với tốc độ tăng trưởng chậm chạp trong thập kỷ tiếp theo, cho dù ta có muốn hay không. Khả năng rất cao là Fed sẽ hạ lãi suất trong năm 2024. Nếu vào năm 2025, dữ liệu về việc làm và nền kinh tế đều có dấu hiệu tích cực, tăng trưởng ổn định dù bối cảnh lãi suất cao, thì đây sẽ là trường hợp xấu nhất. Fed sẽ có nhiều lý do để suy nghĩ về thời điểm hạ lãi suất. Do từ trước tới nay Fed đã luôn theo đuổi chính sách định hướng tương lai, nên những lời thông báo trước từ Fed về những dự định trong tương lai luôn có mức độ tin cậy nhất định. Nếu Fed đã nói là họ đang nhìn thấy chặng cuối trên lộ trình thắt chặt, thì chúng ta, với tư cách là những nhà đầu tư, có thể tin tưởng rằng chính sách nới lỏng đang ở trước mắt. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi vẫn sẽ luôn là một ẩn số bất định. Để kiểm soát lãi suất linh hoạt hơn, nhằm ứng phó khủng hoảng hiệu quả hơn trong tương lai, Fed chắc chắn sẽ không để lãi suất quay trở lại mức gần 0% như trong thập kỷ vừa qua. Điều này sẽ tạo nên một tâm lý đầu tư lành mạnh hơn khi thị trường sẽ suy nghĩ nhiều về mức độ rủi ro tiềm ẩn trong mỗi thương vụ đầu tư mà họ theo đuổi. Quá nhiều tiền rẻ với quá ít cơ hội tốt luôn là công thức nguy hiểm khiến hệ thống nền công nghiệp tài chính toàn cầu trở nên rủi ro hơn. Thời kỳ liên tục bơm tiền mới vào nền kinh tế thông qua các gói nới lỏng định lượng có lẽ đã thật sự kết thúc. Một kỷ nguyên điều hành mới đã chính thức được mở ra, báo hiệu một tương lai tăng trưởng chậm chạp hơn trong quá khứ.
nhưng cũng sẽ mang tính bền vững hơn cho tất cả chúng ta. Vậy là chúng ta đã xem hết phần 2 trong chuỗi bài về Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Federal Reserve. Bạn thấy sao về các chính sách mà Fed đưa ra trong giai đoạn Covid? Bạn nhận thấy nền kinh tế Việt Nam có bị ảnh hưởng bởi chính sách này hay không? Hay có khía cạnh nào mà bạn muốn thảo luận cùng Spyroom không? Hãy chia sẻ cho chúng mình cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See ya!